now turn up. Chào các bạn đến với kênh Ali Bình Đấu Với Show. Và bây giờ kèo này kèo đầu dò 2.3 nha các bạn. À, bên bên kia là Thanh nhỏ kia chơi chuối. Thấy không? Thanh nhỏ với chuối đầu dò 2.3, bên đây mạnh lùng. À, trắng với Xuân Thành. Điểm nãy giờ à. Điểm nãy giờ cũng mấy điểm rồi, nãy giờ mình chưa quay kịp. Quá hay rồi. Trời ơi trắng quá hay. Quá hay cho Mạnh Lùng rồi. Hay quá Mạnh Lùng ơi. Dàn sáo sôi nổi quá. Rồi Trắng ơi. Điểm 3-1 các bạn. Điểm 2-3. Chuối quá hay rồi, chuối cho mình đó. Bữa nay đang tám lên. Điểm 2-3 nha các bạn. Bên bên hai được coi là kèo trên. Cơ hội cho bên đây. Đánh bóng ngoài của Mạnh Lùng nha các bạn. Điểm 3 đều. Quá hay vô chuối rồi, nỗ lực quá rồi. Còn vẫn còn. Vẫn còn. Quá gầy cấn rồi. Sáu banh này quá hay. Ui. Quá hay rồi Mạnh Lùng. Điểm 4-3. Mạnh Lùng quá hay. Đúng rồi. Bình Bình Thanh nhỏ hai bát gì vậy? Đúng trận đầu nó lận gì đâu, nó đi cái nổi đâu, đứt thằng rồi. 82 lon. Trận đầu ăn điểm 4-3. Mà bên hai vẫn còn mà vẫn còn là kèo trên. Kèo này nói chung là bên kia đua rồi đó. Đúng rồi. Giết luôn bạn ơi. Đã. Nó lộn rồi. Cơ hội cho bên đây.
kia nãy giờ hiện tại chưa có công được. Hầu như là bên đây công không à. Thôi đi ông nội. Không, đây đây. Cái bên chúa đội hơi bị ẩu. Tốt rồi Trắng ơi. Quá hay rồi, Trắng bây giờ nỗ lực quá. Chiêu cái ngực lên mạnh. Hai ngực còn ngon mà. 2 bát, 4 bát. Không ẩu vậy. Điểm 5-3. Trung thành chắc cũng được rồi đâu. Có tài lên, lên lên. Nhỏ nó đứng kia chưa. Ừ. Mình nhìn cái này có thể được. Trời ơi. Điểm 4-5. Cái bàn đó nói chung là Trắng sợ đá trúng cái hàng 6. Điểm mấy ta? Điểm 5 đều. À, trận đấu căng thẳng quá. Chung mà đá đầu dò này mà ai mà lỡ mà hương điểm là trái sau mất tự tin nè. Quá hay rồi. Rồi cơ hội cho bên kia. Quá hay, thanh nhỏ thủ. Điểm 6-5. Xung thành thủ cái lỗ đó quá hay rồi. Ta rút về đó anh chú. Quá hay rồi. Điểm 7-5. Nói chung là nãy giờ bên 2 chưa gác bên 3. Hầu như chỉ lên đếm đều thôi. Quá hay cho thanh nhỏ rồi. Hầu như nãy giờ bên hai thủ không à, chưa có cơ hội công. Rồi cơ hội cho bên đây coi. Quá hay cho mạnh lùng rồi chứ anh á. Bên hai nói chung là bên hai nãy giờ đang đuối sức. Điểm giờ nó chấm điểm không chấm trời anh chơi.
Vẫn còn chú anh, chú anh nó quá ổn chú anh á. Điểm 68 nha các bạn. Điểm 97. Ủa 96, điểm 96. Cho em hai chai nha. Điểm 96. Quá hay cho Mạnh Lùng rồi. Điểm 16. Quá hay cho Mạnh Lùng rồi, điểm 116. Quá hay cho anh nhỏ thủ với anh ơi. Rồi kết thúc xét banh nha các bạn. Bên Mạnh Lùng bên 3 thắng 12-6. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Những bạn nào chưa đăng ký kênh của mình nhớ đăng ký nha. Bye bye.